Vâng, em xin kính chào tất cả các bác nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 giúp em thôi nhá. Các bác nào cần tư vấn gì các bác gọi bên cơ sở 2. Ok. Vâng, em xin giới thiệu tất cả mọi người một dòng chép công suất lớn, giá vô cùng yêu thương, ngon bổ rẻ cho anh em thôi nhá. Tất cả dòng sản phẩm nhập khẩu từ Chai Lơ thôi nhá. Đấy. Và như trước thì các bác đã biết là những cái loa nằm như này thường thường nó sẽ sử dụng chép giấy đúng không ạ? Nhưng mà khi mà tiếng chép giấy có thể nó tiếng nó không được khỏe này, không được sáng này, hoặc là bị cháy rồi, các bác thay thế cho em dòng chép kèm như này vào. Đấy. Đây là dòng sản phẩm siêu phẩm trong năm nay các bác nhá. Bởi trước đó các bác rất nhiều bác cũng mua chép kèm nhưng các bác không biết mua ở đâu và cũng chưa có luôn, nhưng năm nay nó đã có sản xuất ra cái dòng này rồi các bác nhá. Đường kính của nó sấp xỉ bằng với là đôi một cái chép giấy như này. Đấy. Và các bác chỉ cần tháo cái chép giấy ra và lắp con chép kèm này vào thế là xong thôi. Cực kỳ là đơn giản, hiệu quả và tiếng vô cùng mạnh mẽ, tiếng hay, sạch, khỏe và tiết kiệm chi phí. Các bác nhá. Và rất nhiều bác hỏi là lắp như thế nào thì nó vô cùng đơn giản, bởi không phải câu dây đục lỗ gì cả thôi nhá. Cái là dây chép như này các bác chỉ cần đấu vào thế là xong, bởi vì trong này nó có cái phân tần nó nọc chép cho các bác hết rồi các bác nhá. Cực kỳ đơn giản. Và những cái họng to như này các bác lắp thẳng trước này thì chắc chắn nó sẽ không lắp được, mà lắp rất đơn giản, chỉ cần tháo bát ra và luồn nó phía dưới này, xoáy cái gen này vào, xoáy cái gen kèm vào thế là xong, thế bắt ốc vào là xong, còn đầu dây thì cắm vào như bình thường là xong thôi nhá. Cực kỳ đơn giản, không cần phải khoan đục lỗ hay không cắt cái gì cả thôi nhá. Hay là các bác rất nhiều bác mua cái hộp lắp trên này nó vừa tốn tiền thêm các nhá, bởi vì đọc cái nắp cái hộp nó tốn thêm vài trăm ngàn rồi đấy, nhưng chưa chắc là hiệu quả hơn cái dòng này, bởi vì dòng này nó hiệu quả là thứ nhất nó đạp cho bác các đồ thẩm mỹ này đấy, thứ hai tiết kiệm chi phí này, thứ ba nữa là nó rất vừa tầm đấy, vừa tầm vì là một đến một chép giấy và một chép kèn thì cực kỳ là êm ái luôn, cực kỳ hay. Và bác nào thích những đồ mạnh, đồ khỏe thì gặp ngay những dòng này. Con này thì nó sở hữu cái côn là côn 44 thôi nhá, côn 44 đấy, kháng trở là 8 ohm, công suất là 45W các bác nhá. Đấy, kháng trở 8 ohm, công suất 45W, côn 44 cực kỳ khỏe luôn, mà các bác nghe nhá. Rất hay các bác nhá, vô cùng hợp lý luôn, không cần phải khoan cắt gì và lắp rất nhanh. Đấy, bên em đang bán cho các bác giá một bộ combo như thế này. Đấy, một bộ combo như này gồm hai chép, hai củ chép và hai cái hồng phễu như này, hai hồng phễu 10 này, combo luôn giá chỉ có 650.000, bao ship cho anh em luôn, 650.000 một đôi, đôi chép cộng với đôi phễu các bác nhá, 650.000 bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Đấy, 650.000 các bác nhá. Cô bác nào thích mua hồng phễu này thì bên em đang bán là 80.000 một đôi hồng phễu thôi nha, bao ship 80.000 một đôi hồng phễu, bao ship cho anh em luôn, nhựa ABS, hàng nhập khẩu các bác nhá. Đấy, 80.000 một đôi, bao ship đó, cực kỳ lợi hại các bác nhá, cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Đây là dòng sản phẩm nhập khẩu nên là cái chất liệu nhựa của nó rất là dai, rất là khỏe các bác nhá. Còn nó những cái dòng mà sản xuất trong nội địa Việt Nam ấy, tiếng thì thứ nhất có cả không hay, thứ hai là cái nhựa chất nhựa nó rất là giòn các bác nhá, rất là dễ hỏng. Đấy, chỉ có 650.000 một đôi, bao ship cho anh em luôn, cực kỳ hợp lý thôi nhá, bao ship cho anh em luôn, 650.000 một đôi hồng phễu cộng với này củ chép này. Còn bác nào mua phễu thì là 80.000, bao ship cho anh em nhá, đó, cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Xin chào tất cả anh em nhá.